Xin chào cả nhà, mình là bác sĩ Thu Huyền Minh. Hôm nay Huyền Minh sẽ chia sẻ cho cả nhà lý do tại sao trong quá trình chăn nuôi chúng ta cần phải thực hiện quá trình giải độc gan cho đàn vật nuôi nhà mình. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực thú y, hãy bớt chút một thời gian nghe Minh chia sẻ. Biết đâu những thông tin Minh chia sẻ sẽ giúp ích được cho bạn thì sao? Khi nhắc đến vai trò của gan, chúng ta đều hiểu gan có vai trò giải độc giúp cơ thể. Nó phân hủy các chất độc thành các chất ít độc, các chất ít độc thành các chất không độc để cơ thể có thể dễ dàng đào thải các chất này ra ngoài môi trường. Một vai trò quan trọng tiếp theo của gan mà ít người để ý đến đó là vai trò hỗ trợ quá trình tiêu hóa hấp thu. Gan là nơi dự trữ và chuyển hóa các chất dinh dưỡng quan trọng của cơ thể như protein, lipid, đường. Ngoài ra nó cũng là nơi dự trữ của nhiều vitamin quan trọng. Nó thực hiện quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng thành năng lượng để giúp cơ thể hoạt động một cách trơn tru nhịp nhàng nhất. Hãy tưởng tượng một ngày nếu chức năng gan bị suy giảm hoặc là gan nó không còn khả năng thực hiện cái chức năng của mình nữa thì như thế nào? Cơ thể sẽ bị trúng độc và các quá trình chuyển hóa, các phản ứng ở trong cơ thể bị rối loạn. Do đó, cơ thể sẽ không thể sinh trưởng, sinh sản và phát triển được. Có phải trong chăn nuôi, cái bạn quan tâm là làm sao để có năng suất thịt cao nhất, năng suất trứng, năng suất sữa cao, đúng không ạ? Thì việc bảo vệ cho vật nuôi có một sức khỏe tốt, đặc biệt đó là bảo vệ cái lá gan, là cái lá chắn của cơ thể, chống lại các cái tác động của ngoài môi trường là việc vô cùng quan trọng. Các cái tế bào gan ở trong cơ thể là các cái tế bào mà có khả năng tái tạo cũng rất là tốt. Tuy nhiên ở cái điều kiện khí hậu của Việt Nam kết hợp với cái nhìn chăn nuôi ngày càng mở rộng về số lượng thì việc chúng ta quản lý cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó độc tố của virus vi khuẩn, độc tố từ nấm mốc, độc tố từ thức ăn, nước uống, độc tố từ việc sử dụng kháng sinh dài ngày, độc tố từ các cái khí độc ở trong chuồng nuôi hàng ngày tác động trực tiếp vào cơ thể vật nuôi, do đó gan phải làm việc quá sức. Bởi vì vậy, trong quá trình chăn nuôi bắt buộc chúng ta phải sử dụng cái sản phẩm hỗ trợ cho gan thực hiện cái chức năng của mình một cách tốt hơn. Thì cái sản phẩm mà mình cảm thấy ưng ý nhất hiện nay ở cửa hàng mình nó là cái sản phẩm Inotech. Cái sản phẩm này nó được chiết xuất từ cái sữa Artiso và đặc biệt đó là cái dịch chiết xuất nấm men 50%. Nó hỗ trợ rất tốt cho quá trình hấp thụ độc tố nấm mốc, tái tạo các cái tế bào gan muối và kích thích miễn dịch. Và cái sản phẩm này mình còn rất là yên tâm bởi vì cái sản phẩm này được chiết xuất được sản xuất với cái công nghệ của hãng Innovat Bỉ. Cái hãng này ở trên thị trường nó đã có rất nhiều các cái sản phẩm giải độc gan rất là tốt ở trên thị trường. Và được cái sản phẩm này nó có một cái cải tiến mới là nó bổ sung hàm lượng dịch chiết xuất nấm men tăng lên thường thường gấp đôi hoặc là gấp rưỡi so với thị trường hiện nay. Thì nó mang lại hiệu quả điều trị rất là nhanh và không thể thiếu được, giúp mình trong các cái ca điều trị, ví dụ như bệnh virus, vi khuẩn, các cái trường hợp vật nuôi trúng độc hoặc là vật nuôi dùng kháng sinh dài ngày, nó mang lại hiệu quả rất là lớn. Cả nhà nếu mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì hãy gọi điện thoại cho mình theo số 0978 293 095 để mình có thể tư vấn cho cả nhà cách sử dụng hiệu quả nhất. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở các cái video tiếp theo.